gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết của VTV Vinahome Shopping. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lựa chọn ngay cho gia đình của mình một chiếc nồi chiên nướng không dùng dầu để mình có thể là mình dễ dàng thực hiện những món chiên nè, những món nướng ngay tại nhà của mình, nhưng mà chúng ta có thể là tiết kiệm, mình hạn chế cái lượng dầu mỡ dung nạp vào cơ thể của mình và chăm sóc sức khỏe gia đình mình tốt hơn. Và chúng tôi đang áp dụng cho quý vị và các bạn một mức giá cực kỳ ưu đãi để chúng ta có thể sở hữu ngay một chiếc nồi chiên không dầu của thương hiệu Misho, dung tích là 3 lít quý vị và các bạn nha. Mức giá chỉ là 1.490.000 đồng mà thôi, được bảo hành trong vòng 12 tháng và chưa dừng lại, chúng ta còn có thêm một bộ quà tặng hấp dẫn. Ngay bây giờ thì quý vị các bạn chúng ta có thể là nhìn ngắm bộ quà tặng rất là hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Mình sẽ có ngay là một bộ dao kéo 8 món nè, để chúng ta có thể là dễ dàng sơ chế thực phẩm. Mình có những cái con dao chặt lớn, dao thái lát hay là dao để mình cắt tỉa rau củ quả, và chúng ta có thêm là một chiếc kéo nữa quý vị nha. Và ngoài ra thì Phụng Yến nhìn thấy là bộ nồi inox, 5 nồi inox thì trong đó là có cả những nồi nhỏ, nồi chung, và có đặc biệt là nồi lớn dung tích lên đến là 10 lít luôn đó mình Trí ạ. Với 5 nồi inox như thế này và thiết kế là không có tay cầm, để quý vị các bạn có thể là xếp chồng vào bên trong rất là gọn nhẹ, để chúng ta có thể là nấu trên nhiều chất liệu bếp khác nhau, cả bếp điện từ nữa quý vị và các bạn nha. Bộ quà tặng giá trị tuy nhiên chúng tôi chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này mà thôi. Cho nên là chúc cho quý vị và các bạn sẽ nắm bắt được cơ hội mua sắm hấp dẫn này bằng cách gọi ngay vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến là vtvhuyendai.vn. Một cách khác, chúng ta cũng có thể mua sắm qua phần mềm của thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi và miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Quý vị thân mến, với nồi chiên nướng không dùng dầu của thương hiệu Misho, lòng nồi rộng rãi thì chúng ta có thể là dễ dàng xếp chồng, xếp lớp nhiều loại thực phẩm vào ở bên trong để mình có thể là thực hiện chiên nướng mà hạn chế sử dụng dầu mỡ quý vị nha. Với những cái loại thịt mà tự thân nó tiết ra dầu mỡ đó thì chúng ta không cần phải sử dụng thêm nữa quý vị, chỉ cần điều chỉnh nút vặn nhiệt độ và thời gian thôi. Còn với những loại rau củ quả hay là hải sản mà chúng ta muốn nướng hay là muốn chiên thì quý vị chỉ cần phết nhẹ dầu mỡ lên trên bề mặt của thực phẩm đó thôi quý vị ạ. Không cần phải sử dụng nhiều nè hay là ngập dầu như là cách chúng ta vẫn chiên thông thường nha. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái giải pháp là tiết kiệm luôn cả thời gian và công sức trong những cái món chiên nướng khác nhau, hoặc có thể là rã đông thực phẩm, làm bánh, hoặc là có thể sấy trái cây. Với một chiếc nồi chiên không dùng dầu mỡ của thương hiệu Misho, một thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc với kênh mua sắm VTV Home Shopping. Và hôm nay chúng tôi đang mang lại cho quý vị và các bạn một mức giá cực kỳ ưu đãi, chỉ là 1.490.000 đồng, chưa đến 1.500.000 đồng, nhưng mà chúng ta đã có ngay một nồi chiên không dầu mỡ và dung tích lớn là 3 lít. Chưa dừng lại, còn có thêm quà tặng. Đầu tiên chúng ta sẽ có là bộ dao kéo 8 món vô cùng sắc bén với nhiều kích thước khác nhau, có dao chặt, dao thái lớn, dao thái nhỏ, dụng cụ mài dao, một chiếc kéo và ngay cả cái phần đế cắm bằng gỗ rất là sang trọng, có thể làm cho không gian bếp chúng ta trở nên gọn gàng hơn với một cái dụng cụ cắt gọn tỉa rau củ quả và cắt trái cây như thế này quý vị và các bạn nha. Chưa dừng lại, chúng ta còn có thêm một bộ 5 nồi inox nữa và với dung tích khác nhau để có thể là nấu ăn tiện lợi hơn và giao hàng tận nhà cho tất cả quý vị và các bạn. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong chương trình ngày hội thương hiệu vàng, hãy mua sắm ngay nồi chiên không dầu 3 lít của Misho, giá ưu đãi 1.490.000 đồng, nhận thêm bộ quà tặng hấp dẫn, bộ 5 nồi inox, bộ dao kéo 8 món, bộ bà thố thủy tinh và tích lũy 100.000 đồng sử dụng cho lần mua sắm tiếp theo, thời hạn sử dụng trong vòng 30 ngày. Nồi chiên không dầu Misho dung tích 3 lít, không cần dùng nhiều dầu mỡ, không cần lật chở, không cháy khét, không sợ phỏng, không bám mùi lên quần áo, không tốn thời gian và không hại sức khỏe. Thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Nồi chiên không dầu Misho dung tích 3 lít, công nghệ đốt nóng chân không, thao tác sử dụng rất là đơn giản, tiết kiệm chi phí cho gia đình chúng ta, màu sắc sản phẩm hiện đại, dễ dàng vệ sinh, chùi rửa. Trẻ em hay là người lớn tuổi đều có thể sử dụng tiện lợi. Nồi chiên không dầu Misho 3 lít, món ăn chín đều, giòn tan và thơm ngon, đa chức năng chiên, nướng, sấy trái cây, làm bánh và đã đông thức ăn, an toàn, tiện lợi và tiết kiệm. Nhận ngay quà tặng cực kỳ hấp dẫn, bộ 5 nồi inox cao cấp với 5 kích thước, đường kính 14cm dung tích 0,9 lít, đường kính 18cm dung tích 1,8 lít, đường kính 22cm dung tích 3,5 lít, đường kính 26cm dung tích 6 lít và đặc biệt là nồi lớn đường kính 30cm dung tích lên đến 10 lít quý vị nha. Chất liệu inox cao cấp, hạn chế hoen rỉ, thiết kế không tay cầm độc đáo, dễ dàng có thể xếp gọn các nồi vào nhau khi mà cất giữ, sử dụng trên mọi loại bếp kể cả bếp điện từ. Quà tặng đặc biệt chỉ có trong chương trình ngày hội thương hiệu vàng, bộ dao kéo 8 món có dao chặt, dao thái lớn, dao thái nhỏ, dao răng cưa, dao tỉa, mài dao, kéo và đế cắm dao. Ngoài ra chúng ta còn có bộ bà thố thủy tinh và tích lũy 100.000 đồng cho lần mua sắm tiếp theo.
Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục đồng hành với kênh mua sắm VTV Hình Nam Shopping và quay trở lại với không gian phim trường. Thì một lần nữa chúng ta nhìn ngắm lại bộ sản phẩm hôm nay mà chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn, một không gian bếp đầy đủ tiện nghi. Đầu tiên trong dòng sản phẩm chính thì chúng ta đã có ngay một chiếc nồi chiên không dùng dầu của thương hiệu Miso, dung tích là 3 lít. Với cái luồng không khí nóng bao quanh thì chắc chắn là sẽ làm chín cả cái phần da bên ngoài và sẽ cái phần thịt ở bên trong cả chín luôn quý vị và các bạn nha. Công suất hoạt động mạnh mẽ và dễ dàng điều chỉnh thời gian và nhiệt độ để từ đó chúng ta có thể làm được những món nướng, những cái món chiên nhưng không dùng quá nhiều dầu mỡ, và đặc biệt là còn có thể rã đông thực phẩm hay là sấy trái cây, rất là tiện lợi với dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Miso. Đặt hàng thành công trong chương trình này, chúng ta còn có quà tặng là một bộ 5 chiếc nồi inox với 5 đường kính và dung tích lớn nhỏ khác nhau để nấu ăn tiện lợi và an toàn với cái chất liệu inox sáng bóng như thế này. Nó ăn trên nhiều chất liệu bếp và ngay cả bếp điện từ. Chưa dừng lại, quý vị và các bạn còn có thêm là một bộ dao kéo 8 món với nhiều những chiếc dao và chiếc kéo vô cùng sắc bén để có thêm một công cụ dụng cụ cắt gọt tỉa rau củ quả bên trong chính không gian bếp gia đình của mình. Kiểm tra đầy đủ khi mà chúng tôi giao hàng tận nhà, sau đó mới thanh toán mức giá là 1.490.000 đồng mà thôi quý vị và các bạn nha. Mức giá hấp dẫn, nhiều quà tặng giá trị. Và còn bây giờ quay trở lại thì hãy cùng với Phùng Miễn để chúng ta có thể là thưởng thức một số món ăn ngon được thực hiện với sản phẩm chính ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu làm ngay những cái món ăn rất là hấp dẫn chung với lại chiếc nồi chiên nướng không dùng dầu của thương hiệu Miso quý vị nha. Với chiếc nồi này thì quý vị các bạn chúng ta sẽ có thể là nhìn thấy là nó sẽ có là hai nút điều khiển mà thôi quý vị. Một nút để chúng ta có thể là điều chỉnh phần thời gian nè. Thì quý vị các bạn chúng ta muốn là thời gian thực hiện món thức ăn của mình bao lâu thì mình sẽ xoay phần vòng vặn này quý vị nha. Tùy theo cái lượng thức ăn nhiều hay ít mà mình có thể là lựa chọn cái thời gian cho phù hợp. Và thêm một nút nữa là chúng ta sẽ lựa chọn cái mức nhiệt độ. Ví dụ quý vị muốn là nó chín vừa thì mình có thể là lựa chọn cái mức nhiệt độ vừa phải thấp thôi, hoặc là mình muốn là nó chín là khô hoặc là cái giòn cái da lên thì mình sẽ lựa chọn nhiệt độ cao quý vị nha. Và ở bên trên thì lò của chúng ta cũng đã có là hướng dẫn tương đối cho quý vị về cái loại thực phẩm nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái thời gian khoảng bao nhiêu. Nhưng mà trong quá trình mình thực hiện thì mình sẽ có thể là cân đong đo đếm thêm nữa quý vị để mình tinh chỉnh làm sao cho phù hợp nhất quý vị nha. Rồi bây giờ Phùng Yến sẽ có thể là mở ngay phần lòng nồi này để quý vị các bạn chúng ta quan sát là phần tay cầm mình nhấc mở rất là tiện lợi nha. Đó, và có thể là chúng ta để ra ngay như về vị trí bên ngoài như thế này. Và quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là phần lòng nồi của mình nó sẽ có hai tầng quý vị và các bạn ạ. Một tầng để mình có thể là xếp thực phẩm lên bên trên và một tầng thì dầu mỡ sẽ chảy xuống ở bên dưới. Và cái nút khóa cài thì cũng vô cùng là chắc chắn để giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta có thể quan sát được là dầu mỡ sẽ được chiết tách vào cái khay ở bên dưới như thế này đây, để giúp cho mình là trong những cái quá trình chiên nướng hoặc là mình ướp quá nhiều gia vị thì chắc chắn là sẽ chảy vào khay bên dưới, Phùng Miễn ha. Và quý vị các bạn chúng ta có thể là tiện lợi để mình vệ sinh chùi rửa ở cả tầng trên và tầng dưới nữa quý vị nha. Và ở bên đây thì Phùng Yến đang làm món đúc lò. Quý vị các bạn chúng ta có thể là thực hiện những cái món đúc lò như thế này rất là dễ dàng ở bên trong phần quan lò của chiếc nồi này quý vị và các bạn à. Và khi mà mình đúc lò như vậy đó thì cái lớp phô mai ở bên trên sẽ chảy xuống rất là ngon luôn và thấm đều vào bên trong thực phẩm của mình. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn không những là chúng ta làm những cái món đúc lò như thế này mà chúng ta cũng có thể làm những cái món chiên, ví dụ như là khoai tây chiên hay là những cái món cá nướng khác nhau. Với món ăn kế tiếp ở đây đang được vận hành để được cân chỉnh là nhiệt độ và thời gian thích hợp. Màu đen thì rất là sang trọng và phù hợp cho mọi không gian bếp và chúng ta cũng cảm thấy nó sạch sẽ và dễ dàng vệ sinh hơn. Ở bên trên thì đã hiển thị từng loại món thực phẩm khác nhau tương ứng với nhiệt độ như thế nào. Còn đây là nút vặn về thời gian, và sau khi đã cân chỉnh thì cái nút vặn này sẽ từ từ trở về không để có thể là báo hiệu cho tất cả quý vị và các bạn là hoàn thành xong cái món ăn của mình rồi. Và phần còn lại chúng ta cùng quan sát ở bên trong khoai tây chiên giòn quý vị nha. Thay vì là khoai tây chiên này, khi mà quý vị các bạn chúng ta chiên ngay tại nhà thì đôi khi là mình phải chiên ngập dầu đúng không Minh Trí? Mà mình phải chiên theo cái đợt nữa. Ví dụ như một lượt mình chiên một nửa này thôi, rồi sau là mình phải thêm chảo để mình chiên một lượt hai. Nhưng mà ở đây thì quý vị các bạn chúng ta thấy đó, mình có thể là xếp chồng xếp lớp nó lên nhau và Phùng Yến có thể là cùng một lúc thực hiện với rất là nhiều lượng khoai tây chiên như thế này luôn, mà cũng rất là giòn thơm ngon quý vị và các bạn nha. Đó, chúng ta có thể là dễ dàng thực hiện ngay tại nhà cho các bé yêu của gia đình mình, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mà cái điều quan trọng á là mình hạn chế sử dụng dầu mỡ, không cần phải chiên ngập dầu nữa, mà chúng ta chỉ cần là phủ nhẹ dầu, một muỗng cà phê dầu mình rải đều ở bên trong phần khoang lò thôi, sau đó là mình điều chỉnh nhiệt độ và thời gian. Điều chỉnh nhiệt độ và thời gian thích hợp cùng với công suất hoạt động mạnh mẽ mà chiếc nồi chiên không dùng dầu mỡ của thương hiệu Miso đã mang lại cho tất cả những người nội trợ một cái giải pháp là tiết kiệm rất là nhiều thời gian và công sức, chủ động làm được những công việc khác ở bên trong chính không gian bếp gia đình của mình. Cân chỉnh thời gian nhiệt độ phù hợp cho từng món ăn khác nhau để xem là món tiếp theo là gì quý vị và các bạn nha. Bây giờ sẽ làm một món nướng với dung tích lớn, cả một con gà ở bên trong, cái phần da đó vàng giòn chín đều và cả thấm cái gia vị ở bên trong thịt con gà nữa quý vị nha. Phùng Yến thấy là mình cũng có thể là xếp thêm rau củ quả vào trong một lần như vậy về mình thực hiện quý vị nha. Và cái bề mặt da thì quý vị có thể là ướp những cái phần nước sốt lên nè, nhưng mà quý vị không lo ngại nha, nếu mà nước sốt nó có dư nó chảy xuống thì nó sẽ chảy xuống ở ngăn bên dưới với những cái lỗ tổ ong như là quý vị thấy đó, thì nó ngăn cái tình trạng là bị thấm ngược trở lại.
lại hay là dầu mỡ nó quá thừa mứa ở bên trên thực phẩm của mình, nó sẽ chảy ngay xuống ở ngăn bên dưới quý vị nha. Đó, cả một con gà cho vào vừa vặn ở bên trong phần lòng nồi của mình luôn. Như vậy quý vị thấy đó, mình có thể là tiện lợi sáng tạo đa dạng các món thức ăn ngay tại nhà của mình. Và chúng tôi đang áp dụng cho quý vị và các bạn một mức giá chỉ là 1.490.000 đồng, rất ưu đãi và hấp dẫn, được bảo hành trong vòng 12 tháng, có ngay một nồi chiên không dùng dầu mỡ đến từ thương hiệu nổi tiếng và quen thuộc thương hiệu Misho. Còn chiếc nồi inox to như thế này là dung tích 10 lít. Nếu mà gia đình của mình có những cái bữa tiệc lớn và quá nhiều thành viên, quá nhiều khách mời thì chúng ta nên sở hữu ngay thêm sản phẩm quà tặng mà chúng tôi đã áp dụng đi kèm. Không những là một nồi inox mà quý vị và các bạn sẽ có tổng cộng là 5 chiếc nồi inox với đường kính và dung tích khác nhau. Nồi nhỏ nhất dung tích là 0,9 lít và nồi lớn nhất như thế này là dung tích 10 lít, ở bên trong đang đựng rất là nhiều con gà cùng với lại rau củ quả nữa Phụng Miễn ha. 6 con gà tổng cộng quý vị ạ, dung tích 10 lít, quý vị hình dung là cái chiếc nồi lớn nhất ở nhà mình đang là dung tích bao nhiêu ạ? Có thể là 5 lít, có thể là 6 lít, nhưng mà ở đây quà tặng mình có 5 nồi, trong đó có một nồi là dung tích lên đến là 10 lít luôn. Như vậy rất là ấn tượng khi chúng ta có thể là đun nấu nấu cả một bữa tiệc lớn cho gia đình của mình, ở súp gà hay là lagu hay là bò kho hay là nấu phở chẳng hạn. À, quý vị có thể là tận dụng. Mình thấy là Minh Trí đang cầm 2 con gà mà ở bên trên ở bên dưới vẫn còn mấy con nữa quý vị và các bạn ạ. Mình đựng được đến 6 con gà ở bên trong phần lòng nồi luôn, cực kỳ ấn tượng. Rất là ấn tượng, để mà gia đình của mình có một cái bữa tiệc thịnh soạn và đầy đủ những cái dụng cụ nấu ăn khác nhau thì chúng tôi tặng kèm cho quý vị và các bạn với cái chất liệu inox sáng bóng, và đặc biệt là cái thiết kế độc đáo là không có tay cầm, bởi vì 5 chiếc nồi với dung tích lớn như vậy thì chúng ta sẽ xếp chồng xếp lớp vào ở bên trong để có thể là cất giữ gọn gàng ở không gian bếp gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Và nhìn lại không gian bếp một lần nữa, hình như dao kéo cũng đã bị reset rồi. Mình đang muốn mua thêm dao kéo nhưng mà bây giờ không cần mua, bởi vì chúng tôi sẽ tặng kèm cho quý vị luôn một bộ dao kéo 8 món. Đây cũng là từng là một dòng sản phẩm đã bán rất chạy trên kênh mua sắm VTV Now Shopping. Một bộ dao kéo sắc bén với nhiều chiếc dao kéo khác nhau quý vị nha. Mình có thể là mình có dao gọt sắc bánh mì nè. Rồi quý vị các bạn, chúng ta sẽ có những cái con dao thái lát lớn hay là dao chặt, rồi giờ dao cắt tỉa và có thêm một chiếc kéo nữa quý vị và các bạn nha. Rồi bây giờ hãy xem độ sắc bén của nó nào. Quý vị và các bạn có thể quan sát là ở đây Minh Trí sử dụng một cái chiếc khăn mà mình được cuộn tròn lại và sử dụng ngay với chiếc dao sắc như thế này, vô cùng sắc bén và trong thời gian ngắn mà thôi có thể là cắt đứt cả một cái đoạn khăn của quý vị nha. Rất là sắc bén, và chúng ta cũng còn rất là nhiều kích thước khác nhau, dao thái lớn, dao thái nhỏ, dao răng cưa để cắt bánh mì chẳng hạn, và chúng ta còn có dao tỉa như thế này để có thể là cắt tỉa rau củ quả và trái cây, có một chiếc kéo vô cùng sắc bén và có thêm dụng cụ mài dao, và chưa kể còn có dao chặt lớn nữa quý vị nha. Cơ hội rất là hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay, hãy nhanh tay lựa chọn ngay. Mức giá mà chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn để sở hữu dòng sản phẩm này là rất là ưu đãi luôn. Mình sở hữu với mức giá dành cho nồi chiên không dầu Misho dung tích 3 lít là 1.490.000 đồng, và quà tặng chúng ta nhận cực kỳ ưu đãi quý vị nha. Mình có đến là 5 chiếc nồi inox cao cấp, trong đó có nồi lớn dung tích lên đến 10 lít luôn, và mình còn có thêm là bộ dao kéo 8 món nữa quý vị các bạn ạ. Và sử dụng nồi chiên nướng không dầu của Misho dung tích 3 lít thì giúp chúng ta có thể là hạn chế sử dụng dầu mỡ trong những cái món thức ăn mình thực hiện ở ngay tại nhà của mình nè. Rồi mình không có lo tình trạng bị cháy khét, mình canh cái thời gian vừa đủ quý vị nha. Không bám mùi lên quần áo, không cần phải chúng ta đứng canh lật trở hay là sợ văn phòng nữa quý vị ạ. Nhanh tay gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình là cách đặt hàng nhanh nhất bây giờ để quý vị và các bạn có thể gặp ngay các bạn tổng đài viên, để lại địa chỉ giao hàng miễn phí trên 63 tỉnh thành trong cả nước, hoặc là tham khảo thông tin của dòng sản phẩm trên tại website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn, mua sắm qua phần mềm của thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng để nhận thêm nhiều ưu đãi khác. Chúc cho quý vị và các bạn có một đơn đặt thành công để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong chương trình ngày hội thương hiệu vàng, giá ưu đãi 1.490.000 đồng, nhận thêm bộ quà tặng hấp dẫn, bộ 5 nồi inox, bộ dao kéo 8 món, bộ bà thố thủy tinh và tích lũy 100.000 đồng, thời hạn sử dụng trong vòng 30 ngày. Hãy lựa chọn ngay nồi chiên không dầu Misho dung tích 3 lít, không cần dùng quá nhiều dầu mỡ, không cần lật trở, không sợ cháy khét, sợ phỏng, không sợ bám mùi lên quần áo hay là tốn quá nhiều thời gian mà sức khỏe quý vị nha. Chúng ta có thể là thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình mình. Nồi chiên không dầu Misho dung tích 3 lít, công nghệ đốt nóng chân không, thao tác đơn giản, tiết kiệm chi phí, màu sắc hiện đại, dễ dàng vệ sinh, trẻ em người lớn tuổi đều có thể sử dụng được. Nồi chiên không dầu Misho dung tích 3 lít giúp món thức ăn chín đều, giòn tan và thơm ngon. Mình có thể chiên, nướng, sấy trái cây, làm bánh hay là rã đông thức ăn, sử dụng an toàn, tiện lợi và tiết kiệm. Nhận ngay quà tặng cực kỳ hấp dẫn, bộ 5 nồi inox cao cấp với 5 kích thước, đường kính 14cm dung tích 0,9 lít, đường kính 18cm dung tích 1,8 lít, đường kính 22cm dung tích 3,5 lít, đường kính 26cm dung tích 6 lít, và đặc biệt là nồi lớn đường kính 30cm dung tích lên đến 10 lít quý vị nha. Chất liệu inox cao cấp, hạn chế hoen rỉ, thiết kế không tay cầm độc đáo, dễ dàng có thể xếp gọn các nồi vào nhau khi mà cất giữ, sử dụng trên mọi loại bếp kể cả bếp điện tử.
Quà tặng đặc biệt chỉ có trong chương trình Ngày Hội Thương Hiệu Vàng. Bộ dao kéo 8 món có dao chặt, dao thái lớn, dao thái nhỏ, dao răng cưa, dao tỉa, mài dao, kéo và đế cắm dao. Ngoài ra chúng ta còn có bộ ba thố thủy tinh và tích lũy 100.000 đồng cho lần mua sắm tiếp theo. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Một chiếc nồi chiên không dùng dầu mỡ của thương hiệu Michio dung tích là 3 lít sẽ giúp cho quý và các bạn chứa đựng rất là nhiều loại thực phẩm khác nhau. Những món chiên nướng đôi khi chúng ta chiên ngập dầu, sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần sẽ sản sinh ra những cái chất độc hại và không tốt cho sức khỏe của nhiều thành viên trong chính gia đình của mình. Hơn nữa, mùi dầu ăn có thể bám vào những cái mùi xuất thực phẩm, có thể bám vào quần áo của mình. Nhưng mà hôm nay chúng tôi thực hiện cho quý vị và các bạn đó chính là những cái món ăn ngon bởi một chiếc nồi chiên không dùng dầu mỡ của thương hiệu Michio. Sử dụng một cái lớp dầu áo bên ngoài và ướp gia vị thật đậm đà và từ đó cân chỉnh thời gian và nhiệt độ cho thích hợp. Chúng ta đã có ngay những cái món chiên nướng vô cùng hấp dẫn. Ngoài ra cũng có thể xé trái cây, cũng có thể rã đông thực phẩm. Rất là đơn giản và tiết kiệm luôn cả công sức để chủ động làm những công việc khác ở bên trong chính không gian sống gia đình của mình. Và quay trở lại góc bếp đã có ngay một chiếc nồi chiên không dùng dầu của thương hiệu Michio, dung tích 3 lít màu đen thì vô cùng sang trọng, bảo hành 12 tháng với mức giá chỉ là 1.490.000 đồng. Và khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm này thì mỗi ngày mình đều có thể là sáng tạo cho gia đình của mình thật là nhiều món thức ăn thơm ngon quý vị và các bạn nha. Và chúng ta có thêm đó chính là quà tặng là bộ dao kéo 8 món đa dạng các con dao sắc bén giúp chúng ta có thể là dễ dàng sơ chế thực phẩm nè. Quý vị hãy thay thế ngay những con dao đã rỉ sét đã cũ ở trong gia đình của mình cùng với bộ sản phẩm quà tặng mới ngay bây giờ quý vị nha. Đầu tư 1.490.000 đồng chúng tôi sẽ giao hàng cho quý vị tận nơi, bao gồm nồi chiên không dầu của Michio, bộ dao kéo 8 món và thêm nữa là 5 chiếc nồi inox chất lượng. Hãy gọi ngay đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn. Quý vị thân mến, hãy tiếp tục cùng với lại nồi chiên không dầu của Michio, chúng ta thực hiện thêm nhiều những món ăn hấp dẫn nữa cho gia đình của mình quý vị nha. Với chiếc nồi này thì lòng nồi rất là lớn cho nên là mình có thể là cho thật là nhiều thực phẩm vào ở bên trong luôn. Chỉ cần điều chỉnh nút vặn nhiệt độ, nút vặn thời gian mà thôi quý vị và các bạn nha. Và khi mà thực hiện món thức ăn xong đó thì nồi của mình sẽ báo hiệu tinh một cái để chúng ta có thể là nhận biết là đã sẵn sàng món thức ăn cho nhà của mình rồi. Ở đây thì Phụng Yến có thể là thực hiện cá nướng như thế này. Thay vì là Phụng Yến nướng cá, Phụng Yến phải đứng lật trở đúng không? Thì giờ đây Phụng Yến có thể là xếp lên đó, quý vị thấy là mình có thể là xếp nhiều cá vào ở bên trong phần lòng nồi luôn, thêm với gia vị, thêm với nước sốt nữa quý vị và các bạn nha. Và chúng ta có thể là mình yên tâm thực hiện ngay tại gia đình của mình mà không có cần là chúng ta phải đứng canh trở hay là sợ văng dầu trong cái quá trình mà chúng ta chiên nướng. Và trong suốt quá trình là chúng ta chiên nướng thì quý vị và các bạn có thể cảm nhận là dầu mỡ dư thừa hay là gia vị dư thừa sẽ chiết tách vào cái khay đựng ở bên dưới như thế này quý vị và các bạn nha, để từ đó chúng ta cảm nhận được là không dung nạp quá nhiều dầu mỡ động vật hay là gia vị dư thừa vào cơ thể của mình. Và cũng như là để nguội dần đi thì chúng ta cũng tiện lợi trong cái việc là vệ sinh chùi rửa phụ miếng ha. Và quý vị các bạn chúng ta thấy đó, nó sẽ không thấm ngược trở lại quý vị nha. Và cả hai tầng của mình sẽ đều có lớp chống dính luôn để mình có thể là dễ dàng vệ sinh chùi rửa nè. Dầu mỡ chiết tách xuống, nhờ nước mà chúng ta ướp thịt hay là cá đó cũng sẽ rơi xuống luôn quý vị ạ. Và thực phẩm ở bên trên sẽ khô cho mình nha. Rồi quý vị các bạn chúng ta có thể là điều chỉnh rất là tiện lợi tùy theo cái lượng thực phẩm và loại món ăn ở bên trong. Mà lúc đầu thì mình có thể là điều chỉnh cái nhiệt độ vừa thôi để nó chín từ từ bên trong, sau đó mình tăng nhiệt độ lên để nó có thể là vàng cái lớp da bên ngoài luôn. Và tiếp tục thì chúng ta cũng có thể theo dõi là cái món ăn tiếp theo của quý vị và các bạn nha. Một cái món chiên xù như thế này cùng với cái lớp áo bột ở bên ngoài, đôi khi ở nhà mình không có thể là chiên theo cách này được bởi vì mình phải lật trở và mình thay đổi nhiều từng đợt thực phẩm và sẽ tốn rất là nhiều cái thời gian. Nhưng mà ở đây thì xếp chồng xếp lớp vào bên trong cái khoang chứa, bởi vì cái dung tích lớn lên đến là 3 lít dầu mỡ thì mình cũng không cần sử dụng quá nhiều hay những cái chảo ngập dầu nữa, mà mình chỉ áo một cái lớp dầu bên ngoài thôi, nhưng mà cái độ giòn của nó thì vẫn đảm bảo quý vị nha. Rất là hấp dẫn. Và quý vị các bạn chúng ta có thể là thực hiện những cái phần xiên que như thế này ngay tại gia đình của mình quý vị nha. Xếp chồng xếp lớp lên và ở bên trong như vậy, một lần mình chiên xù được rất là nhiều thực phẩm luôn. Quý vị và các bạn có thể quan sát được là trong suốt quá trình chiên thì nó sẽ khô hơn so với những cách chiên truyền thống khác nhau, thì từ đó chúng ta sẽ tiết kiệm luôn cả dầu ăn nữa Phụng Miễn ha. Mình chỉ cần là có thể là một muỗng cà phê dầu ăn thôi, mình có thể phết nhẹ lên trên bề mặt thực phẩm, không cần phải chiên ngập dầu như cách chúng ta vẫn hay chiên trước đây. Không cần phải chiên ngập dầu như cách chiên cũ nữa mà chúng ta thực hiện ngay với nồi chiên không dầu mỡ của thương hiệu Michio, dung tích 3 lít màu đen sang trọng. Và tiếp tục nữa là những cái món khác nhau, mình chứa đựng được rất là nhiều cả một cái tảng thịt to như thế này bởi vì cái dung tích nó lên đến là 3 lít lận.
Và quý vị các bạn, chúng ta có thể là nhìn thấy là một cái tảng thịt mình không cần phải cắt nhỏ ra nha, mà mình có thể là cho cả tảng vào ở bên trong luôn và chín đều giòn thơm ngon. Chín đều giòn thơm ngon cái phần da và cái phần thịt luôn, để được thấm đều cái phần gia vị ở bên trong rất là đậm đà và hấp dẫn cái mùi thơm nữa. Và từ đó chúng ta sẽ tiết kiệm được thêm cái phần thời gian và công sức cho mình làm những cái món ăn khác, làm những công việc khác, có thể là chăm sóc bản thân tốt hơn. Nhưng mà quay trở lại thì cái món ăn ở trong bếp nó vẫn đảm bảo rất là hấp dẫn và có thể làm cùng một lúc nhiều món khác nhau nữa, bởi vì nó tiết kiệm thêm thời gian mà, cho nên là cái thực đơn gia đình của mình sẽ thêm phong phú nữa quý vị nha. Và quý vị các bạn, chúng ta thấy đó, mình có thể là sẵn sàng chuẩn bị cả những cái bữa tiệc luôn đó quý vị ạ. Đúng rồi, và bây giờ nếu như mà quý vị và các bạn đã quyết định là chọn lựa ngay với nồi chiên không dầu của thương hiệu Miso thì hãy đặt hàng nhanh chóng, bởi vì được áp dụng mức giá rất là hấp dẫn là 1.490.000 đồng thôi, và mình còn được tặng thêm rất là nhiều quà tặng. Đầu tiên là trong không gian bếp của mình thì rất cần những chiếc nồi. Chúng tôi tặng cho quý vị và các bạn 5 chiếc nồi inox với 5 đường kính và dung tích khác nhau, cái nồi lớn nhất 10 lít như thế này, thiết kế không tay cầm để mình có thể trồng những cái nồi nhỏ vào bên trong, và nồi nhỏ nhất là dung tích 0,9 lít nấu ăn trên cả một chiếc bếp điện từ. Ở đây thì mình chỉ có thể sử dụng một cái nồi lớn để có thể làm những cái tảng thịt to nữa quý vị nha. Và quý vị các bạn, chúng ta thấy đó, mình có thể là tiện lợi thực hiện ở trên bếp điện từ nè, và nồi dung tích là 10 lít luôn, để quý vị và các bạn chúng ta có thể là dễ dàng chúng ta nấu nhờ đám tiệc, nấu những cái bữa tiệc lớn cho gia đình của mình quý vị và các bạn à. Và nồi inox thì dễ dàng vệ sinh chùi rửa nhé, không sợ ra ten hay là rỉ sét. Và mình có những cái chiếc nồi nhỏ, những chiếc nồi trung, đường kính là từ 14 cho đến là 30 cm luôn, và dung tích từ là gần 1 lít cho đến là dung tích tận 10 lít quý vị và các bạn à. Đó, mình có thể là nấu những cái tảng thịt quá lớn như thế này luôn. Wow, quý vị các bạn có thể quan sát là cả một cái tảng thịt to. Đôi khi mình nấu phở hay là mình nấu bún bò phổ biến ha, mình có thể làm một cái nồi nước dùng rất là lớn như thế này, cùng với cái tảng thịt to và cùng với cái phần rau củ quả đi kèm nữa, hấp dẫn và còn tiết kiệm thêm cái thời gian và công sức để mình có thể là làm những cái bữa tiệc bên trong chính gia đình của mình. Và đó là chiếc nồi lớn dung tích là 10 lít. Còn với những chiếc nồi nhỏ thì sao nào? Nồi này có điểm đặc biệt đó là thiết kế không tay cầm quý vị nha, cho nên là mình có thể là không có lo vướng víu khi mà mình chồng hết cả 5 cái nồi quà tặng vào với nhau. Ở đây Phụng Yến đã chồng là nồi nhỏ nè, nồi trung nè, đó, những cái chiếc nồi trung, và cuối cùng là nồi lớn nhất dung tích là 10 lít, chồng hết lại gọn gàng để mình cất ở trong không gian bếp của nhà mình. Khi quý vị các bạn chúng ta muốn xài nồi nào thì mình chỉ cần là đơn giản mình lấy chiếc nồi đó ra để mình có thể thực hiện món ăn thôi. Nấu một ít súp thì mình đã có nồi nhỏ như thế này quý vị nha. Tất cả đều là chất liệu inox sáng bóng và sạch sẽ vô cùng. Chất liệu inox sáng bóng, sạch sẽ và dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Chưa dừng lại, không những là chúng ta được một bộ là 5 chiếc nồi inox mà chúng ta còn có thêm là một bộ dao kéo 8 món vô cùng sắc bén quý vị và các bạn nha. Có dao thái lớn, dao thái nhỏ, dao chặt và đế cắm dao bằng gỗ rất là tiện lợi như thế này, để mình có thể là tùy thích chọn lựa những cái mà kéo dao gì đó mà mình muốn chọn lựa. Ở đây thì mình chỉ đã chọn lựa ngay những cái kéo hoặc là những chiếc dao như thế này, dao tỉa hoặc là dao thái, cũng như là cái sự sắc bén đó có thể cắt được cả một cái sấp giấy như thế này nữa quý vị nha. Ở nhà quý vị thì thường là những cái con dao đôi khi quý vị thấy là nó đã rỉ sét nè, đã bị cũ rồi. Rồi chúng ta khi mà cắt thực phẩm thì mình không có con yên tâm khi mà cắt thực phẩm chín cho bé nhỏ chẳng hạn, thì quý vị và các bạn chúng ta có thể là lựa chọn ngay bộ sản phẩm này để có thêm là bộ dao quà tặng rất là ưu đãi. Và mức giá mình đầu tư chỉ là 1.490.000 đồng mà thôi mình Trí ơi. 1.490.000 đồng bảo hành 12 tháng, tặng thêm một bộ 5 nồi inox, tặng thêm bộ dao kéo 8 món sắc bén, kiểm tra đầy đủ, thanh toán ngay tại nhà và chuyển hàng, cũng như là giao hàng miễn phí chỉ khi vận chuyển trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh quý vị nha, hãy nhanh tay lựa chọn ngay cho gia đình của mình, chọn một bộ sản phẩm nhà bếp vô cùng tiện ích. Nếu chúng ta muốn thực hiện món chiên, món nướng mà sử dụng ít dầu mỡ nè, chăm sóc sức khỏe gia đình của mình tốt hơn, thì quý vị các bạn chúng ta có thể là lựa chọn ngay nồi chiên nướng không dùng dầu của thương hiệu Michio như thế này. Mình có thể là cho đa dạng các loại thực phẩm vào ở bên trong, thay vì chiên ngập dầu nè, thay vì chúng ta phải đứng canh rõ, thì giờ đây quý vị chỉ cần là phủ nhẹ cái lớp dầu lên trên bề mặt thực phẩm mà thôi, chín luồng không khí nóng ở bên trong phần lòng nồi sẽ làm chín từ bên trong ra bên ngoài, và với cái lớp vỏ bên ngoài chúng ta có phủ dầu đó thì nó sẽ vàng lên thơm ngon quý vị và các bạn nha. Chúng ta tiết kiệm được thời gian khi mà thực hiện, không có sợ bị ám mùi, không có sợ bị văng bắn dầu bẩn, không có cần phải đứng canh trở nữa, có thể là dễ dàng tiện lợi chuẩn bị những cái bữa tiệc cho gia đình của mình, hay là chuẩn bị những cái món ăn chiên cho các bé nhỏ nhưng vẫn yên tâm, đó là đảm bảo sức khỏe rất là tốt cho các bé, đảm bảo sức khỏe cho tất cả thành viên ở bên trong chính gia đình của mình với nồi chiên không dầu của thương hiệu Miso dung tích là 3 lít, 1.490.000 đồng, tặng thêm một bộ 5 nồi inox chất liệu sáng bóng, 5 đường kính và dung tích khác nhau, thêm một bộ dao kéo 8 món sắc bén nữa quý vị và các bạn nha. Và chúng ta sẽ phải có thể là tham khảo tại website bán hàng trực tuyến là vtvhyundai.vn. Một cách khác chúng ta cũng có thể mua sắm qua phần mềm của thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng, hoặc là gọi điện ngay số tổng đài để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn. Giao hàng tận nhà miễn phí chỉ thường chuyển trên toàn quốc.
đãi đặc biệt chỉ có trong chương trình ngày hội thương hiệu vàng. Hãy mua sắm ngay nồi chiên không dầu 3 lít của Michio, giá ưu đãi 1.490.000 đồng, nhận thêm bộ quà tặng hấp dẫn, bộ 5 nồi inox, bộ dao kéo 8 món, bộ 3 thố thủy tinh và tích lũy 100.000 đồng sử dụng cho lần mua sắm tiếp theo, thời hạn sử dụng trong vòng 30 ngày. Nồi chiên không dầu Michio dung tích 3 lít, không dùng nhiều dầu mỡ, không cần lật trở thực phẩm, không cháy khét, không sợ phỏng, không bắn mùi lên quần áo, không tốn thời gian và không hại sức khỏe. Thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho cả nhà. Nồi chiên không dầu Michio dung tích 3 lít, sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng quý vị nha. Dung tích 3 lít rộng rãi, công nghệ đốt nóng chân không, thao tác sử dụng đơn giản, tiết kiệm chi phí, màu sắc hiện đại, dễ dàng vệ sinh, trẻ em hay là người lớn tuổi đều có thể sử dụng tiện lợi. Nồi chiên không dầu Michio dung tích 3 lít, món ăn chín đều, giòn tan, thơm ngon, nhiều chức năng, chiên nướng, sấy trái cây, làm bánh và đã đông thực phẩm, an toàn, tiện lợi và tiết kiệm. Nhận ngay quà tặng cực kỳ hấp dẫn, bộ 5 nồi inox cao cấp với 5 kích thước, đường kính 14cm dung tích 0,9 lít, đường kính 18cm dung tích 1,8 lít, đường kính 22cm dung tích 3,5 lít, đường kính 26cm dung tích 6 lít và đặc biệt là nồi lớn đường kính 30cm dung tích lên đến 10 lít quý vị nha. Chất liệu inox cao cấp, hạn chế hoen rỉ, thiết kế không tay cầm độc đáo, dễ dàng có thể xếp gọn các nồi vào nhau khi mà cất giữ, sử dụng trên mọi loại bếp kể cả bếp điện từ. Quà tặng đặc biệt chỉ có trong chương trình ngày hội thương hiệu vàng. Bộ dao kéo 8 món, có dao chặt, dao thái lớn, dao thái nhỏ, dao răng cưa, dao tỉa, mài dao, kéo và đế cắm dao. Ngoài ra chúng ta còn có bộ ba thố thủy tinh và tích lũy 100.000 đồng cho lần mua sắm tiếp theo. Như vậy là thời gian phát sóng không còn nhiều. Chúc cho quý vị và các bạn sẽ có ngay một đơn đặt hàng thành công để mang về cho không gian bếp sự tiện lợi hơn với nhiều cái dụng cụ nấu ăn khác nhau. Và trong đó chúng ta phải có ngay dòng sản phẩm chính đến từ thương hiệu Michio. Tiết kiệm dầu ăn, không sử dụng quá nhiều dầu mỡ động vật bên trong cơ thể. Mức giá chỉ là 1.490.000 đồng đã có ngay nồi chiên không dầu Michio và dung tích lớn là 3 lít. Được bảo hành trong vòng 12 tháng mà chưa dừng lại, đếm luôn bộ quà tặng hấp dẫn đi kèm nữa quý vị nha. Chúng ta sẽ có ngay bộ dao kéo 8 món và đặc biệt là đến 5 chiếc nồi inox quý vị nha. Và nồi inox của mình thiết kế không tay cầm, có thể là dễ dàng xếp chồng xếp lớp vào với nhau như thế này. Nồi nhỏ, nồi trung và đặc biệt là nồi lớn, đường kính lên đến 30cm và dung tích chứa lên đến là 10 lít, tha hồ nấu cả tiệc cho gia đình của mình. Hãy nhanh chóng đặt hàng bằng cách gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn, mua sắm qua phần mềm của thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng để nhận thêm nhiều ưu đãi khác từ VTV Hyundai Shopping. Kiểm tra đầy đủ bộ dao kéo 8 món, bộ 5 nồi inox làm quà tặng, kiểm tra sản phẩm chính, phiếu bảo hành đi kèm 12 tháng với thương hiệu Michio và dung tích 3 lít, sau đó mới thanh toán mức giá là 1.490.000 đồng ngay tại nhà. Và bất kể tỉnh thành nào, chúng tôi đều giao hàng tận nơi cho tất cả quý vị và các bạn và miễn phí chi phí vận chuyển. Xin cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với VTV Hyundai Home Shopping. Và nói đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cô Miến và Minh Trí xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị và xin được hẹn gặp lại gia đình mình trong những chương trình lần sau. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong chương trình ngày hội thương hiệu vàng. Hãy mua sắm ngay nồi chiên không dầu 3 lít của Michio, giá ưu đãi 1.490.000 đồng, nhận thêm bộ quà tặng hấp dẫn, bộ 5 nồi inox, bộ dao kéo 8 món, bộ 3 thố thủy tinh và tích lũy 100.000 đồng sử dụng cho lần mua sắm tiếp theo, thời hạn sử dụng trong vòng 30 ngày.